Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tòa Bạch Ốc nói rằng Mỹ không công nhận kết quả trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật ở miền đông Ukraine. Phát ngôn viên Jay Carney gọi cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp và là một nỗ lực gây chia rẽ và rối loạn. Lãnh đạo phe ly khai thân Nga đã kêu gọi sáp nhập khu vực của họ vào Nga. Những người phụ trách xây cất ở New York đang sửa lại kế hoạch xây một trung tâm cộng đồng Hồi giáo và nhà thờ Hồi giáo gây tranh cãi gần khu vực Ground Zero. Trung tâm thương mại thế giới mới sắp sửa hoàn thành, 13 năm sau khi xảy ra cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Bệnh nhân thứ hai tại Mỹ đã được chẩn đoán nhiễm hội chứng hô hấp Trung Đông chết người, gọi tắt là MERS, một loại virus được phát hiện lần đầu ở Ả Rập Saudi và mới xuất hiện ở người. Bệnh nhân chưa xác định danh tính này đang bị cách ly tại một bệnh viện ở thành phố Orlando thuộc bang Florida. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.